Cận cảnh công binh thả đốt phao sau vụ sập cầu Phong Châu, dự tính cầu mới sẽ đầu tư 865 tỷ đồng. Lực lượng công binh di chuyển thả đốt phao để kiểm tra đầu bến trước khi lắp đặt cầu phao trên sông Hồng, tỉnh Phú Thọ, thay thế tạm thời cầu Phong Châu bị sập. Chiều ngày 19 tháng 9, Lữ đoàn 249, binh chủng công binh bắt đầu thả đốt phao giữa sông Hồng để kiểm tra đầu bến. Lực lượng công binh sẽ kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật, đánh giá độ an toàn trước khi chính thức tiến hành lắp đặt cầu phao. Lữ đoàn công binh đã hạ thủy một số phao để đánh giá độ an toàn, khảo sát các yếu tố liên quan đến kỹ thuật chuyên môn. Nếu dòng nước, mực nước bảo đảm phù hợp với các yếu tố kỹ thuật của cầu, đường lên xuống bến được gia cố cứng, bảo đảm an toàn, đơn vị sẽ tiến hành lắp cầu phao trong những ngày tới. Cầu phao bắc qua sông Hồng sẽ kết nối giao thông giữa hai huyện Tam Nông và Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Sau khi cầu Phong Châu bị sập cách đây 10 ngày, ghi nhận tại vị trí lắp đặt cầu phao thuộc địa bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, lực lượng chức năng đang dọn dẹp, gia cố tuyến đường dẫn và vận chuyển vật tư để gia cố tuyến đường dẫn phía bờ xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao. Tại vị trí phần cầu Phong Châu bị sập, mắc kẹt ở phía bờ huyện Tam Nông, lực lượng chức năng cùng các phương tiện thiết bị đang cứu hộ cứu nạn, trục vớt phương tiện chìm đắm. Trong báo cáo gửi Thủ tướng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đề nghị Trung ương hỗ trợ công trình xử lý khẩn cấp khắc phục ảnh hưởng cơn bão số 3, trong đó có cầu Phong Châu vừa bị sập. Cụ thể, địa phương này kiến nghị xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C, dự kiến quy mô chiều dài 430m, chiều rộng 21,5m, tổng mức đầu tư 865 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 100%. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức mùa mưa lũ trong cuộc sống.